Xin chào các bạn, lại là Bụng Mỡ đây. Rồi cuối tuần rồi, các bạn đi đâu chơi không? Có vui không nè? Bụng Mỡ lại có dịp đi ăn buffet ở nhà hàng Ông Mập đó. Nhưng mà tới nơi thì Ông Mập đã đổi tên thành Muhan mất tiêu rồi. Hàng chi đi 80 vòng luôn mới kiếm được em nó. Bạn Bụng Mỡ ăn ở địa chỉ 63 Hồ Xuân Hương, quận 3. Nhà mọi người ở đây bán buffet và giá thành thì siêu rẻ luôn. Bụng Mỡ sẽ bật mí ngay tại cuối clip nha. Điểm Bụng Mỡ thích nhất ở đây là buffet mình tự phục vụ. Thịt thì có sẵn luôn á mọi người gấp bao nhiêu thì gấp nè. Thoải mái rất nhiều luôn nè, từ bò nè, là heo nè, rồi dẻ xương nè, rồi cuộn bò nè, tất cả đồ ăn đều tự phục vụ hết, nên có nhiều khi mình ăn nhiều một tí xíu cũng không sao, đỡ kêu mấy em phục vụ bưng lên tội mấy em đúng không. Ngoài ra còn có một số trong menu các bạn có thể kêu thêm mà em phục vụ cho bưng lên, đó là trứng khối nè. Bụng Mỡ tự chế tên chứ trứng tính quá thì khói nhưng mà ngon nha mọi người, ăn kiểu nó béo béo ngày ngày có mùi trứng á. Và cái món Bụng Mỡ thích nhất ở đây là dẻ xương và ba rọi, và đặc biệt là thăn bò, bạn muốn lấy nhiều cứ ăn hết là cứ lấy, nhưng mà đừng lấy nhiều quá sẽ bị phạt đó nha. Và bếp thì siêu to, lửa thì siêu lớn, nước ăn thì bao nhiêu luôn, và hai người ăn chỉ có 5.10. Xin chào, xin chào các bạn, lại là Bụng Mỡ đây. Và hôm nay Bụng Mỡ sẽ dẫn các bạn đi ăn lẩu cua Đức Mỗi, một phần combo chỉ có 489.000. Cùng đi theo Bụng Mỡ xem cái phần combo đó có gì hơi nè. Quán chúng ta sẽ có hai chi nhánh, một cái là ở 769 Quang Trung Mò Giáp, một cái là 661 Trần Hưng Đạo quận 5 mà Bụng Mỡ đi ngày hôm nay nè. Đầu tiên đó chúng ta sẽ là một bé dẹt siêu xinh siêu dữ luôn. Quán chúng ta còn có rau nè, nước chấm là chén miệng miễn phí, muốn ăn như thiền ăn luôn. Món khai vị sẽ là chả giò Đức Mỗi giòn rơm béo thơm nha. Rồi tiếp theo sẽ là món tôm nướng muối ớt, tới 7-8 con tôm một phần luôn mọi người. Tôm thì to nha, chắc thịt nha. Rồi cuối cùng thì món mong chờ của chúng ta đã đến rồi, hai bé cua, một bé là cua thịt, một bé là cua gạch. Bé thịt đó thì chắc nịch, còn bé gạch thì béo quá trời trứng luôn, bạn thấy chưa, càng nó cũng bự nữa. Chấm cái nước sốt đặc trưng của quán thì ta nói phê lòng người phải biết luôn á, mê luôn á. Thì con ăn hai con cua tôi thấy đáng đồng tiền, nhưng mà hỡi ơi, ăn thêm một cái lẩu nữa là thấy thiệt luôn á, lời lắm lời luôn. Trong cái lẩu nha, chúng ta sẽ có nè một em cua nữa, và đặc biệt có rất nhiều thịt bò luôn nha mọi người. Nước dùng thì chua chua ngọt ngọt, cua đó thì chất, còn bò thì tươi, ăn nó mê quá luôn. Đã phủ phê nó bụng rồi, bây giờ thì hết rồi. Chào tạm biệt mọi người, bye bye nha. Xin chào các bạn. Ai là team mê hải sản đâu giơ tay lên nào. Và hôm nay Bụng Mỡ sẽ dẫn các bạn đi ăn hải sản ở Big Seafood, là hải sản siêu to khổng lồ luôn. Và em nói nằm ở địa chỉ số 72 Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh nha mọi người. Giờ mình trải nghiệm coi nó siêu to khổng lồ hấp dẫn ở chỗ nào nha. Món đầu tiên Bụng Mỡ gọi là mật nang khổng lồ kéo sợ phô mai, ta nói chỉ có 52.000 đồng trên 100g, quá rẻ luôn. Mật thì tươi, phô mai thì bé. Mà tiếp theo sẽ là món sò điệp nướng Nhật. Con sò điệp nó to bằng cái lòng bàn tay của Bụng Mỡ luôn nha mọi người. Giá thành thì 29.000 một em, đã nướng được phô mai nha. Còn răng mật thì tao nói to bằng cái viên bi bự luôn á, thiệt luôn. Chứ bây giờ thấy cái răng mật nó bự vậy, siêu to khổng lồ, đúng là siêu to khổng lồ mà. Món này không phải là bánh thọt, cũng phải là bánh trứng đâu nha, mà là ốc bulot gì đó. Trời ơi, nhìn là mê liền á, thì ăn là cảm nhận sự khác biệt luôn. Ngoài ra đây chúng ta có nồi lẩu uyên ương luôn, hai bên là hai vị nha mọi người. Cái giá thành của nồi lẩu này á thì chỉ có 150.000 thôi, siêu rẻ mọi người. Châm nước thêm á, hai vị nước á thì là 70.000, quá rẻ luôn. Đồ ăn vừa tươi vừa ngon, vừa siêu to khổng lồ mà vừa rẻ, thì tại sao không thử liền tay liền tay. Bây giờ thì hết rồi, bye bye mọi người nha. Xin chào các bạn, lại là Bụng Mỡ đây. Và hôm nay Bụng Mỡ sẽ dẫn các bạn đi ăn một cái chỗ gọi là giải hạn luôn á. Ai mà đang xui gần hết năm mà vẫn còn xui thì theo chân Bụng Mỡ nha. Đó là tiệm hột vịt lộn nằm ở số 72 số Viết Nghệ Tỉnh, quận Bình Thạnh nha. Ở đây đã bán hột vịt lộn 30 năm rồi, cái cô đó bán bằng cái tuổi Bụng Mỡ luôn. Cô mở ra vào năm 1991 á, trời ơi kinh khủng chưa. Thiệt mà thể nói á, đầu trứng đây nó nhiều loại trứng á, nên Bụng Mỡ thích ăn. Kiểu như ở đây nè sẽ có nè hột vịt lộn nè, rồi hột vịt dừa nè, rồi đặc biệt nha cái món này là đầu Bụng Mỡ ăn luôn, đó là hộp vịt dừa. Trời ơi nó kỳ lạ ghê á. Rồi còn có thêm như gà ta lộn nữa, trời nhiều món lạ thiệt. Và món Bụng Mỡ mê nhất là trứng gà lòng đào, ta nói cho nó béo thì béo luôn nha. Và giá đây thì siêu rẻ siêu cưng luôn, chỉ có khoảng 10.000 tới 12.000 một trứng nha. Thiệt luôn, thấy cô có bia quảng cáo là trứng chim chỉ nhưng mà chưa được ăn, có ai biết là trứng chim chỉ ngon như thế nào không, nói cho Bụng Mỡ nghe với. Bây giờ thì hết rồi, mọi người muốn Bụng Mỡ ăn cái gì thì comment ngay bên dưới nha. Xin chào các bạn, lại là Bụng Mỡ đây. Và hôm nay Bụng Mỡ sẽ dẫn các bạn đi ăn phở của người Hoa nha. Đặc biệt là có cái gì thì sẽ đi theo Bụng Mỡ sẽ biết nè. Và quán phở của Bụng Mỡ chọn ngày hôm nay sẽ là nằm ở số 7 phường Nguyễn Thái Bình, đường Nguyễn Thái Bình, quận 1 nha mọi người ơi. Phở đây nha sẽ có lá sách nè, rồi sẽ có lòng nè, rồi sẽ có bồi viên nè. Đặc biệt hai cái dầu cháo quẩy siêu to khổng lồ luôn, được nấu bằng công thức bí truyền của người Hoa đó. Nên mọi người ăn á vào sẽ thấy cái nước phở nó ngọt lắm, nhưng mà không phải ngọt theo kiểu bột ngọt đâu nha. Bụng Mỡ thích ăn nhất ở đây là gì không, cái gân bò và cái lưỡi heo á, nói chung là lạ miệng nè, rồi ngon nè, hấp dẫn nè. Và giá thành thì 45.000 một tô, bán từ 8 giờ sáng tới 2 giờ chiều nha mọi người đi nhớ, nếu bạn đi ăn trưa thì đi sớm sớm tí xíu tại vì quán đông lắm, không có chỗ ngồi luôn. Và đặc biệt nhớ bỏ thêm cái sá bấu của người Hoa vào nha, nó đậm vị và nó thơm ngon ngất ngay luôn, các bạn sẽ mê liền luôn tại vì nó lạ lắm. Và bây giờ thì hết rồi, chào tạm biệt mọi người.